Con lực cảm nha. Đâu? Kiếm gì? Là gì cho em đâu? Con lợn con. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi. Cắn gì ạ? Tức mồm bây giờ. Yêu. Giấc mơ chưa một thời thiếu. Nè, tôi đưa, đưa tay đây. Tay em đâu? À, tôi sẽ lên em đây. Tay không phải là mồm. Đưa tay đây nha. Chỉ số không có gì đâu. Nè, đứng lên. Đâu? Không biết đường hả? Đi xe. Giờ tiện ơi. Chiều mai có một người con gái nhớ quê xa vời vợi. Chạy ở đây nhanh em. Giờ tiện ơi, đi cả ngày giờ mới được chơi với em này. Bị lừa rồi. Có gì đâu. Chạy ra đây nha. Ra đây. Thật là ngốc nghếch. Nhếch cái mặt quá kìa. Ôi giời ơi. Xấu chết thì được ý. Ở nhà mình có mùa đâu hả? Nhà có mùa đâu? Nhưng sắm rồi làm gì mà em ru nhỉ? Nên em làm lỗi nha. Xin lỗi nha. Nghe cái gì vậy? Mẹ ăn mảnh giấy rồi hả? Thật bị ôi. Cắn là rách miệng rồi bây giờ. Sắc lắm đây. Ngủ đi. Về trường mau lên. Dạ, chán em cô đi.